chị. Xin chào tất cả các bạn. Các em ơi, vừa rồi chị đã mất thời gian loay hoay với cả hai chiếc nick của chị. Cả hai nick đều hiện tại đang không thể nào vào được, nên là chị mới chuyển sang nick này, mất thời gian của các bạn một chút xíu. Nhưng mà bây giờ chị đã quay trở lại rồi đây. Các em đã vào học cùng với chị chưa? À rồi, xin chào tất cả các bạn. Được không nào? Chị phải mượn nick của chị Nga để phát trực tiếp trong buổi phát trực tiếp ngày hôm nay. Đó, bởi vì là hai chiếc nick của chị đều đã bị Facebook khóa. Được không? Tương tác với các bạn rất là nhiều, thế nên là hiện tại Facebook nó cho hai nick của chị đang nghỉ ngơi rồi. Ok chưa? Ừ, nhưng mà hiện tại chị đã có mặt ở đây rồi, các bạn vào học cùng với chị nhá. Được không nào? Ừ, chào mừng các em đến với cả khóa học mùa hạ. Đây là một khóa học miễn phí dành cho các bạn 2K7. Và chúng ta sẽ lấy mục tiêu là các bạn sau khi học xong khóa học này, chúng mình sẽ nắm được kiến thức của các văn bản văn học trung đại trong chương trình ngữ văn lớp 9 nhá. Đồng ý với chị không? Ok chưa? Đó. Ừ, chị đã thấy các bạn có mặt ở đây rồi này. Rồi, rất là đông đảo các bạn. Các bạn đã nhớ lịch đúng không? Ok chưa? Rồi. Được rồi, chị thấy các em rồi. Chị chào Đăng Khoa nhá, chị thấy cả bạn Đặng Vi này, rất nhiều các bạn. Đã có hơn 50 bạn vào xem rồi này. Rồi, ok. Khóa học của chúng ta những ngày gần đây có sự quan tâm của rất nhiều các bạn 2K7. Thế nên là số lượng thành viên ở trong nhóm tăng rất là nhiều đúng không? Thế nên chúng mình đợi một chút xíu. Nếu như mà các bạn có bạn bè của mình ở trong khóa học, hãy gọi ngay bạn bè của mình vào học giúp chị được không? Ừ, ok chưa? Rồi, chị thấy các bạn rồi. Xin chào các em. Hãy mau chóng lấy sách vở ra học cùng với chị nhá. Ừ, xin chào các bạn. Rồi. Được không nào? Chị đã thấy được cái tinh thần sẵn sàng của các bạn ở trong khóa học này rồi đấy. Thật sự rất là mừng, bởi vì là mặc dù chúng ta đang nghỉ hè đúng không? Nhưng các bạn đã có sự quan tâm nhất định đến với cả kiến thức chương trình ngữ văn lớp 9. Và bây giờ là một thời điểm thích hợp để chúng mình khởi động thôi. Ok chưa? Sẵn sàng cùng với chị rồi nhá. Trước khi đi vào khóa học thì chị có khoảng độ một vài phút, coi như là một vài phút khai giảng cho khóa học này, đồng ý với chị không? Đây thì bây giờ các bạn chú ý lắng nghe cho chị nhá. Khóa học của chúng mình có tên gọi là khóa học mùa hạ, là một khóa học mà chúng mình được học miễn phí trong 5 ngày liên tiếp. Từ ngày hôm nay là thứ 2 này, thứ 3 này, thứ 4 này, thứ 5 và thứ 6. Được không nào? Chúng ta học 5 ngày liên tiếp. Đó, chị biết là có những bạn sẽ bị cấn lịch, tức nghĩa là chúng mình sẽ bị vướng lịch học những môn khác. Tuy nhiên không sao hết, bởi vì là mỗi buổi học của chúng mình kéo dài đến khoảng độ 9:30 rồi đến 10 giờ cơ. Nên các em có đi học về muộn một chút xíu, chúng mình vào sau vẫn có thể học được nhá. Được không nào? Ok chưa? Đấy. À đúng rồi, tăng bạn bè của mình vào đi thôi. Không là các bạn không thấy thông báo là các bạn lại quên mất đấy. Ok chưa? Gọi bạn bè của mình vào học nhá. Đó, đó là điều đầu tiên. Điều thứ hai là chúng mình sẽ học vào 20:30 tối hàng ngày, tính từ ngày hôm nay cho đến ngày thứ 6. Nhớ chưa? Nhớ nhá, cứ 8:30 là vào học cùng với chị. Riêng chỉ có hôm nay là chị bị lúng túng, bởi vì cả hai nick của chị đều bị Facebook khóa nên là không phát được đúng giờ với các bạn. Ok chưa? Nhưng mà từ những buổi sau là chị đã có mượn được nick mới rồi, thì chị vẫn sẽ gặp lại được các bạn thôi, được không? Đấy là điều thứ hai. Và điều thứ ba này, mục tiêu ở trong khóa học này của chúng ta là chúng ta sẽ nắm thật là vững về kiến thức các văn bản văn học trung đại. Chị tin đây sẽ là phần kiến thức bổ ích với các bạn, được không? Rất cần thiết với các em luôn. Bởi vì sao? Bởi vì là nhiều bạn bị choáng ngợp với chương trình ngữ văn lớp 9 ngay từ những bài đầu tiên. Đây là những bài đầu tiên của chúng mình đấy, được không? Khi mà chúng mình học trên lớp, sau khi học những bài văn bản nhật dụng xong thì chúng mình sẽ đến với nền văn học trung đại. Thế nên chị mong là với khóa học này các bạn sẽ tận dụng thật là tốt, tham gia thật là chăm chỉ để chúng mình có được bộ tài liệu này, để chúng mình có cơ hội được tiếp xúc và ghi nhớ được những cái kiến thức văn học trung đại thật là cần thiết nhá. Được không? Và cái thứ tư nữa mà chị mong muốn các bạn có thể trải nghiệm được ở trong khóa này, đây chính là một khóa học mà em có thể hình dung là tất cả các khóa học của Học Văn Chị Hiên cũng sẽ học với hình thức như thế này. Tức nghĩa là sao? Tức nghĩa là chúng ta học qua phát trực tiếp này, chúng ta có tài liệu, chúng ta có bài tập, chúng ta được tương tác cùng với nhau, được không?
Ok chưa? Đó, có cả chị trợ giảng, chị Trần Lan Anh đã vào cùng với chúng mình rồi này. Rồi có các anh chị trợ lý sẽ giúp đỡ các bạn về cái mặt là chúng mình tham gia khóa học ra làm sao, giờ học như thế nào. Được không? Và nếu như mà tinh thần của các bạn tích cực như thế này thì sau buổi hôm nay chị còn lập cả nhóm chat cho lớp của chúng mình nữa cơ nhá. Sau ngày hôm nay chị sẽ lập cả nhóm chat cho lớp chúng mình nữa để làm sao để chúng mình có được một khóa học thật là chất lượng. Ok chưa? Và đấy cũng chính là mục tiêu hướng đến của tất cả các khóa học khác của Học Văn chị Hiên. Tất nhiên là trong khóa học thì chúng mình còn có rất nhiều những cái phần bổ ích nữa cơ. Mà bây giờ chúng ta sẽ cùng với nhau đi tìm hiểu nhá. Đồng ý với chị không? Wow, hơn 100 bạn vào học rồi này. Rồi, ok, thế thì không để các bạn đợi lâu nữa. Chúng ta sẽ đến với cả văn bản đầu tiên trong chương trình này luôn. Được không nào? Văn bản đầu tiên mà chúng mình sẽ học ở trong khóa học này đó chính là văn bản Chuyện Người Con Gái Nam Xương. Các bạn dở sách giáo khoa ra học cùng với chị nhá. Được không? Chuyện Người Con Gái Nam Xương, nhớ chưa? Chị cũng sẽ ghi chép cùng với các bạn luôn này. Các bạn lấy vở ra ghi chép cùng với chị luôn nhá. Ok chưa? Chuyện Người Con Gái Nam Xương. Đây là một văn bản của tác giả Nguyễn Dữ. Chúng mình đã đọc văn bản này chưa? Sáng ngày hôm nay chị đã nhắc các bạn rồi đấy. Không biết là các bạn đã đọc chưa? Chúng mình đã đọc chưa nhở? Bạn nào đọc rồi thì để lại bình luận cho chị biết nào. Để chị biết là tinh thần học của chúng mình ra sao. Hay là chúng mình đăng ký khóa học này là chỉ để cho vui thôi đấy. Nào, comment cho chị biết nhá. Bình luận cho chị biết. Ok chưa? Rồi, chị đã thấy các bạn vào học rồi này. Nhanh chóng lấy sách giáo khoa ra và lấy bút ra học cùng với chị luôn nhá. Ok, đây rồi. Đúng rồi, chính xác. Chuyện Người Con Gái Nam Xương của tác giả Nguyễn Dữ. Rồi, ok chưa? À, em đã đọc rồi, rất tốt. Được rồi, ở đây chị cũng đã chuẩn bị đây một cái phần phóng to của sách giáo khoa. Một phần phóng to của sách giáo khoa để chúng mình nhìn cho dễ nhá. Chúng ta có văn bản Chuyện Người Con Gái Nam Xương của tác giả Nguyễn Dữ. Đây là văn bản văn học trung đại đầu tiên mà chúng mình được học ở trong chương trình đấy. Chị rất mong là các bạn đã từng đọc văn bản này rồi, để ngày hôm nay chúng mình học chúng mình sẽ bắt kịp được với cả kiến thức. Được không? Trong các khóa học chị đều nhắc các bạn là chúng mình phải đọc trước văn bản đi, thì chúng mình mới có được cái sự chủ động khi mà học cùng với chị được, nhớ chưa nào? Ok không? Rồi, được rồi. Về văn bản Chuyện Người Con Gái Nam Xương thì ở đây chúng ta trước tiên hãy giúp chị nắm được những cái thông tin liên quan đến cả tác giả và tác phẩm nhá. Được không nào? Một lớn là chúng mình tìm hiểu về tác giả Nguyễn Dữ. Ok chưa? Tìm hiểu về tác giả Nguyễn Dữ chúng ta có những ý như thế này này. Tất cả các tác giả chúng ta sẽ tìm hiểu với hai ý chính, đó chính là cuộc đời. Và ý thứ hai là sự nghiệp. Được không? Cuộc đời và sự nghiệp. Về cuộc đời của tác giả Nguyễn Dữ, nào, chúng mình nắm được những thông tin nào nào? Tất nhiên là ở trong sách giáo khoa chúng ta đã nắm được một số những thông tin cơ bản rằng tác giả Nguyễn Dữ là người ở xã Đỗ Tùng, huyện Trường Tân, nay là xã Phạm Kha, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương. Được không nào? Quê quán ở Hải Dương. Tác giả này thì chưa rõ năm sinh năm mất cụ thể và tương truyền là ông là học trò của Tuyết Giang phu tử Nguyễn Bỉnh Khiêm và ông sống vào khoảng thế kỷ 16 nhá các em nhá. Sống vào khoảng thế kỷ 16, được không nào? Sống vào khoảng thế kỷ 16, nhớ chưa? Chúng ta nhớ theo từ khóa như thế này. Rồi sau đó một lát nữa chị sẽ hướng dẫn các bạn cụ thể hóa những thông tin này khi mà viết vào bài như thế nào. Ok không? Rồi, đó, tác giả Nguyễn Dữ, quê ở Hải Dương này, ông sống vào khoảng thế kỷ 16. Và đặc biệt nhá, Nguyễn Dữ được biết tới là một trong những tác giả văn xuôi kỳ tài của nền văn học trung đại Việt Nam. Được không nào? Một tác giả văn xuôi kỳ tài.
Ok chưa? Tác giả văn xuôi kỳ tài của nền văn học trung đại Việt Nam. Với cái đặc điểm về ngòi bút như thế nào? Đặc điểm về ngòi bút hay nói cách khác, đối với các tác giả văn học hiện đại chúng mình hay gọi là phong cách sáng tác đấy. Được không? Nhá, đó chính là gì? Bút lực của Nguyễn Dữ rất là già dặn. Được không nào? Bút lực dày dặn này. Đấy, với sự thông minh. Được không? Với sự thông minh. Đặc biệt nhá, Nguyễn Dữ có một tầm tư tưởng lớn. Ok chưa? Một tầm tư tưởng lớn. Để rồi ông gửi gắm tất cả những cái tư tưởng ấy vào trong các tác phẩm của mình. Được không? Các bạn hình dung ra chưa? Có thể có những thông tin ở trong sách giáo khoa đã trình bày rồi, chị sẽ không nhắc lại. Mà chị nhắc lại ở đây sẽ là những cái thông tin vừa quan trọng này, vừa mới lạ và vừa cần thiết để chúng mình đưa được vào bài đấy. Được không? Ok không? Nhá, đây cũng là một điểm khác biệt đấy. Khi mà chúng mình sẽ không phải là học một cách máy móc theo sách giáo khoa. Tất nhiên là những thông tin trong sách giáo khoa đã rất là cần thiết rồi, nhớ được là rất là tốt. Nhưng ở đây chị bổ sung thêm những cái đặc điểm liên quan đến ngòi bút của tác giả Nguyễn Dữ. Các bạn nhớ phải ghi lại nhá. Các bạn nhớ phải ghi lại đấy. Được không? Ok chưa? Đó, đó là về tác giả Nguyễn Dữ. Được không nào? Và như các em biết đấy, thì tác phẩm nổi tiếng của tác giả Nguyễn Dữ mà chúng mình biết đến, đó chính là Truyền Kỳ Mạn Lục. Được không? Hai lớn chúng ta sẽ đi tìm hiểu về tác phẩm nhá. Đến đây này, chị mong là các bạn chúng mình hiểu được và phân biệt được chuyện Người Con Gái Nam Xương là một chuyện được trích trong tác phẩm Truyền Kỳ Mạn Lục. Truyền Kỳ Mạn Lục là một bộ truyện, được không? Là một tập truyện. Thế nên trước khi đi tìm hiểu về chuyện Người Con Gái Nam Xương, hãy cùng với chị chúng ta nắm bắt được những thông tin liên quan đến Truyền Kỳ Mạn Lục các em nhé. Truyền Kỳ Mạn Lục. Ok chưa? Truyền Kỳ Mạn Lục, đây là một tập truyện, được không? Một tập truyện. Và gồm có 20 truyện. Đó, thế thì chuyện Người Con Gái Nam Xương của chúng mình là chuyện thứ 16 đấy. Được không? Là chuyện thứ 16. Ok chưa? Rồi, cái thứ hai này chúng mình nhớ được. Các bạn có hiểu như thế nào là Truyền Kỳ Mạn Lục không? Như thế nào là Truyền Kỳ Mạn Lục, các em có hiểu không? Ồ, ở đây chị thấy có những bạn bảo là đọc chuyện Người Con Gái Nam Xương em chẳng hiểu gì này. Không hiểu gì thì đấy mới là lý do mà chúng ta có mặt trong buổi hôm nay, đúng không? Chị sẽ giúp các bạn hiểu được. Được không nào? Nhưng với một cái điều kiện và với một cái cam kết với nhau là các bạn phải học chăm chỉ cùng với chị, chứ không phải là chúng mình nghe cho vui, nhớ chưa? Nhá, cứ lấy sách vở của mình ghi chép lại luôn. Được không nào? Rồi, Truyền Kỳ Mạn Lục, chị giải thích cho chúng mình nghe nhá. Đây đây đây, đây, nhanh thôi nhanh thôi. Truyền Kỳ là những chuyện, được không nào? Là những chuyện được lưu truyền những chuyện được lưu truyền trong dân gian. Được không? Ok không? Được không nào? Nhá, Truyền Kỳ Mạn Lục là ghi chép tản mạn những chuyện được lưu truyền trong dân gian. Lục là sao lục, ghi chép. Mạn là tản mạn. Truyền Kỳ là những chuyện lưu truyền, được không? Thế thì Truyền Kỳ Mạn Lục là ghi chép tản mạn những chuyện lưu truyền trong dân gian. À thế thì nghĩa như các bạn ăn. Ủa? Ủa, được không? Là tác giả Nguyễn Dữ chỉ đang ghi chép lại thôi mà, có gì mà đặc sắc đâu. Không không, chúng ta sẽ thấy được cái điểm đặc sắc của tác giả Nguyễn Dữ ở chỗ là gì? Là ông đã có sự sáng tạo thêm dựa vào cốt truyện dân gian có sẵn, nhưng mà ông sáng tạo thêm những cái cách kết thúc khác này, ông sáng tạo thêm những chi tiết kỳ ảo này để cho câu chuyện có những cái kết thúc có phần có hậu hơn, truyền đạt đến bạn đọc những cái tư tưởng về nhân đạo, những cái giá trị hiện thực và cả cái tầm tư tưởng lớn của nhà văn nữa. Được không? Ok chưa? Đấy. Chị nói có nhanh quá không các em? Chị nói có nhanh quá không nào? Ok không? Chị nói có nhanh quá không? Rồi, hình như là mạng hơi bị trục trặc một chút xíu nhở. Giống như bọn em khi làm văn chị ạ, copy một bài trên Google sau đó chỉnh sửa lại thành của mình. Sao lại như thế nhở? Sao lại là copy một bài trên Google là sao?
cái gì giống như bọn em. Rồi, chị đang chưa hiểu là chúng mình bình thường chúng mình làm văn như thế nào. Nhưng nhất định chị mong các em hiểu được này. Mỗi bạn có một cái cá tính văn học khác nhau, và chúng mình chỉ cần học giống nhau về phần kiến thức nền thôi. Còn viết như thế nào là mỗi bạn có quyền viết với những cái cá tính khác nhau của mình chứ, được không? Và những khóa học cùng với chị sẽ giúp cho các bạn sao cho cái cách viết đấy vừa giữ được cái chất riêng của các bạn, vừa có thể đầy đủ về mặt kiến thức, được không? Được chưa? Đấy. Chứ tự dưng bảo là lên mạng chép là chị đang hoang mang không hiểu sao, được không? Kỳ mạn lục nhá, được không nào? Đó là về truyền kỳ mạn lục. Bên cạnh đấy này thì chúng mình cũng nắm được, hình dung ra được là những chuyện ở trong tập truyền kỳ mạn lục này là những chuyện như thế nào. Thứ nhất, đó là những chuyện mà có cốt truyện là những chuyện dân gian, những chuyện cổ tích, được không? Thứ hai là ở đó truyền tải những cái tư tưởng này, tình cảm này, thái độ của tác giả, góp phần phơi bày một bộ mặt xã hội phong kiến lúc bấy giờ, được không? Ok chưa? Nhá, đấy là ý thứ ba liên quan đến truyền kỳ mạn lục. Đấy là mình đó về cái gì? À, về nội dung, ý nghĩa. Ok chưa? Rồi, có rất nhiều những thông tin chi tiết liên quan đến truyền kỳ mạn lục. Và với tinh thần học hỏi của các bạn như thế này, với cái tinh thần sôi nổi của các em như thế này, chị sẽ ghi chép lại và sẽ gửi đến các bạn phần tài liệu của buổi học nhá, được không? Cụ thể như thế nào học cùng với chị sẽ hướng dẫn các bạn cách để chúng mình sở hữu tài liệu, nhớ chưa? Rồi, tiếp tục này. Sau khi tìm hiểu xong về truyền kỳ mạn lục, chúng mình sẽ tìm hiểu, đây các em có thấy được cái logic của bài học không? Tìm hiểu từ tác giả nhá, sau đó đến tập truyện lớn, và bây giờ là đến với cả cái văn bản chính mà chúng mình tìm hiểu đây, chính là chuyện người con gái Nam Xương. Chuyện người con gái Nam Xương, được không? Chị xin phép viết tắt nhá, được không? Chị xin phép viết tắt, được không? Ok chưa? Chị xin phép viết tắt. Ô sao vậy, có vấn đề gì vậy? Bị lag à? Rồi đây, ok, chị sẽ đợi một chút xíu để mạng của chúng mình ổn định nhá. Được rồi, không sao, bình tĩnh, chị vẫn ở đây mà. Được không? Đã ổn định hơn chưa các em? Chết rồi, sao lại những con cá mập lại xuất hiện ở đây nhở? Đang học. Các em đã nghe được chưa? Các bạn đã thấy rõ được chưa? Ổn định hơn chưa? Ok không nào? Được không? Được chưa? Các bạn đã thấy rõ chưa? Đã nghe được chưa? Đây, chị viết, không biết là còn bị lag không? À, chị thấy nó đã ổn định hơn rồi đấy. Rồi, bình tĩnh. Ok. Rồi, được rồi. Các bạn đã thấy được chưa? Chúng mình đã nghe được chưa nhở? Được chưa? Các bạn đã nghe được chưa? Ổn hơn rồi đúng không? Những tình cảm đấy của các bạn, được không nào? Tuy nhiên là chúng mình thả nhiều quá, thế nên là sẽ dễ bị lag đấy. Nên các bạn hạn chế thả những cái phần tình cảm đấy đến chị, được không? Chị đã cảm nhận hết được rồi. Ok chưa? Chúng mình cứ chăm chú. Đấy, à, thế kỷ 16. Đây là cái thời kỳ mà tác giả Nguyễn Dữ sống, được không? Không biết được rõ năm sinh năm mất của tác giả, chỉ biết được rằng là tương truyền lại thì tác giả Nguyễn Dữ sống vào thế kỷ 16 các em nhá, được không? Không, chị viết ở đây lại nhánh nó thuộc cuộc đời của tác giả mà. Ok chưa? Đấy, được không nào? Thế kỷ 16. Rồi, tiếp tục. Chuyện người con gái Nam Xương là một trong những chuyện rất tiêu biểu của truyền kỳ mạn lục. Ok chưa? Đây là chuyện thứ 16 trên 20 chuyện, được không? Nhá, chuyện thứ 16 trên 20 chuyện, các em nắm được không? Chuyện thứ 16 trên tổng số 20 chuyện của truyền kỳ mạn lục có cốt truyện là chuyện vợ chàng Trương.
Tức nghĩa là sao? Tức nghĩa là tác giả Nguyễn Dữ dựa trên cái cốt truyện vợ chàng Trương có sẵn này để viết nên chuyện người con gái Nam Xương đấy. Được không nào? Nhá. Thế thì về cốt truyện, về tóm tắt truyện thì những bạn chưa đọc hay là những bạn đã đọc rồi, chúng mình sẽ cùng với nhau lắng nghe. Được không? Chúng mình sẽ cùng với nhau lắng nghe để chị tóm tắt lại, để chúng mình nắm bắt được cái tinh thần chung của truyện. Sau đó chúng ta sẽ đi vào phân tích chi tiết nhá. Chuyện người con gái Nam Xương thì kể về câu chuyện về nàng Vũ Thị Thiết, quê ở Nam Xương. Nàng được biết đến là một người con gái tính đã thủy mị nết na, lại thêm tư dung tốt đẹp. Và Vũ Nương thì được gả làm vợ của Trương Sinh. Trương Sinh thì lại là một kẻ thất học nhưng mà nhà giàu có, được không nào? Mến Vũ Nương vì dung hạnh thế nên đã đem 100 lạng vàng cưới nàng về làm vợ. Đó, và cuộc sống vợ chồng thì hạnh phúc chưa được bao lâu thì chiến tranh diễn ra. Và Trương Sinh do là thất học thế nên là đã phải tòng quân đi lính, được không? Tòng quân đi lính và để lại ở nhà có Vũ Nương này, có mẹ già. Và sau khi mà Trương Sinh đi lính chưa đầy tuần thì Vũ Nương đã hạ sinh bé đản. Đó, thế thì Vũ Nương đã ở nhà một mình, lo toan công việc gia đình, chăm sóc cho mẹ chồng này, chăm sóc cho đứa con nhỏ. Thế rồi, người mẹ cũng vì quá thương nhớ con đã qua đời. Và trước lúc qua đời thì qua cái lời dặn dò của người mẹ, chúng ta đã cảm nhận được cái tình cảm mà Vũ Nương đã dành cho gia đình Trương Sinh, được không? Và khi mà mẹ chồng mất thì Vũ Nương cũng lo ma chay hết sức và dành tất cả cái tình cảm như là đối với cha mẹ ruột của mình vậy. Nàng đã làm trọn vẹn cái chữ hiếu rồi, ok chưa? Rồi, thế thì sau khi mà chiến tranh kết thúc, Trương Sinh quay trở về. Trương Sinh quay trở về. Và trong một ngày mà Trương Sinh đưa bé đản đến thăm mộ của mẹ ấy, ok chưa, thì Trương Sinh muốn bế bé đản lên, nhưng mà bé đản nhất quyết không chịu nhận Trương Sinh là cha, đúng không? Thằng bé nhất quyết bảo: ô thế ra ông cũng là cha của tôi ư? Đó, chứ không giống, đây không phải là cha của tôi. Cha của tôi này, đêm nào cũng đến, mẹ đản đi cũng đi, mẹ đản ngồi cũng ngồi. Thế các em biết là với cái bản tính hay ghen của mình, Trương Sinh ngay lúc bấy giờ đã không thể nào bình tĩnh được, đã ngay lập tức nghĩ rằng là vợ của mình không trung thủy, được không? Vợ của mình đã thất tiết trong cái quá trình mà mình đi lính. Đó, thế là với cái tính ghen tuông của mình, với cái sự độc đoán của mình thì Trương Sinh đã quay trở về, đã gọi là đổ oan cho Vũ Nương này. Đó, và đã đuổi nàng ra khỏi nhà, không chịu nghe bất cứ một cái lời thanh minh nào của Vũ Nương hết. Được không? Không chịu nghe bất cứ một lời nào của Vũ Nương hết. Và các em có biết tại sao? Tại sao mà lại có xuất hiện cái lời nói của bé đản rằng là gì? Là đêm hôm nào mà cha đản đến là xong rồi, là mẹ đản đi cũng đi, mẹ đản ngồi cũng ngồi, không? Có biết tại sao không? Là đó, bởi vì nó lại xuất phát từ một cái chuyện nó rất là ngẫu nhiên thôi. Nó rất là tự nhiên và xuất phát từ cái trái tim của người mẹ lo lắng cho đứa con. Trong những đêm mà Vũ Nương phải trong đèn khâu vá này, rồi là dỗ dành đứa bé khi mà đứa bé quấy khóc. Thế thì mỗi khi mà bé đản quấy khóc thì Vũ Nương hay trỏ vào bóng của mình ở trên vách và bảo rằng là: nín đi con, cha về đây này. Đấy, ok chưa? Và cứ thế là bé đản cứ nghĩ rằng đấy là người cha của mình. Và nó nhất quyết không chịu nhận những người khác là cha. Trong thâm tâm của bé đản ấy thì chỉ có duy nhất chiếc bóng xuất hiện ở trên vách hàng đêm là người cha của mình thôi. Đó, thế thì với bao nhiêu lời thanh minh của Vũ Nương nhưng mà Trương Sinh lại không chịu nghe. Chàng ta cũng không chịu nói là tại sao lại xuất hiện cái tin như thế. Rồi là hàng xóm sang can ngăn, Trương Sinh cũng không chịu nghe. Được không? Câu chuyện đẩy lên đến đỉnh điểm khi mà Vũ Nương quá bất lực. Nàng không thể nào tự thanh minh cho mình được nữa. Nàng đã chọn dòng nước Hoàng Giang để gột rửa cho cái sự thanh sạch của mình. Được không? Ok chưa? Và Vũ Nương đã gieo mình xuống sông Hoàng Giang. Đến lúc bấy giờ, Trương Sinh về nhà không thấy vợ đâu. Đó, biết là có sự chẳng lành nên là đã ra sông tìm vợ nhưng mà không thể thấy nữa. Đó, được không? Nếu như câu chuyện dân gian kết thúc tại đấy, nếu như câu chuyện dân gian kết thúc ở chỗ là Trương Sinh sau khi nhận ra là mình đã đổ oan cho vợ thì chỉ biết hàng ngày bế con ra mà trông xuống dòng nước thôi, nhớ thương về vợ thôi, thì tác giả Nguyễn Dữ đã có sự sáng tạo thêm với những cái chi tiết kỳ ảo rằng là gì? Rằng là Vũ Nương chưa chết. Vũ Nương sau khi mà gieo mình xuống sông Hoàng Giang thì cái tấm lòng trinh bạch của nàng đã thấu trời tỏ đất, thế nên đã được Linh Phi cứu giúp, đã được những nàng tiên ở dưới thủy cung cứu giúp, được không? Và thế là Vũ Nương ở dưới thủy cung cho đến một ngày
cũng là một ân nhân của Linh Phi, đó chính là Phan Lang. Phan Lang là người nhà của Vũ Nương thì đã được Linh Phi cứu giúp và đền ơn báo oán đấy. Được không? Đền ơn, được không? Đền ơn, đã được Linh Phi đền ơn. Sau khi mà Phan Lang đã cứu Linh Phi một lần, đó, được không? Thì Linh Phi đã cứu Phan Lang và Phan Lang với Vũ Nương đã gặp nhau ở dưới thủy cung. Lúc bấy giờ thì Vũ Nương đã đưa chiếc châm cho Phan Lang quay trở về để nhắn với cả Trương Sinh rằng là gì? Nếu như muốn gặp lại vợ ấy thì hãy lập một cái đàn giải oan ở trên bến Hoàng Giang. Và đúng đêm ấy, Vũ Nương trở về lung linh kỳ ảo trên bến Hoàng Giang, nhưng cũng chỉ kịp nói một lời với cả Trương Sinh thôi. Được không? Thiếp nhờ ơn của Linh Phi, đã hứa là sẽ theo hầu Linh Phi, đa tạ tình chàng, thiếp chẳng thể trở về nhân gian được nữa. Và cứ thế bóng của nàng loang loáng mờ dần và biến đi mãi mãi, biến mất mãi mãi luôn. Được không nào? Ok chưa? Đấy, các bạn thấy không? Đó chính là phần mà chị tóm tắt để chúng mình nắm được cái tinh thần của chuyện nhá. Tóm tắt để chúng mình nắm được tinh thần của chuyện là như vậy. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào phân tích chi tiết. Các bạn hồi hộp không? Chúng mình đi vào phân tích chi tiết nhá. Phân tích. Được không nào? Phân tích về tác phẩm này, các bạn này, trước hết chị muốn các bạn hình dung ra được, nắm bắt được là xoay quanh tác phẩm này chúng ta sẽ phân tích những gì. Chúng mình cần phải nắm rõ kiến thức của những vấn đề nào. Thì đây, vấn đề thứ nhất đó chính là về các nhân vật. Nhá, được không? Phân tích chuyện trung đại thì chúng ta thường là sẽ phân tích về các nhân vật. Nhân vật ở đây, nhân vật chính là Vũ Nương. Và thứ hai, đó chính là Trương Sinh. Đó, ok chưa? Đấy, và vấn đề thứ hai này, đó chính là các chi tiết. Các em nhá, vấn đề thứ hai đó chính là các chi tiết, đó là những chi tiết chiếc bóng. Được không? Và thứ hai là những chi tiết kỳ ảo. Ok chưa? Và trong buổi học ngày hôm nay, trong khuôn khổ của buổi học ngày hôm nay, chúng ta sẽ quyết tâm làm sao nắm được thật là chắc kiến thức về nhân vật Vũ Nương nhá. Bởi vì đây sẽ là cái phần kiến thức quan trọng nhất của văn bản này luôn. Tất nhiên là văn bản sẽ có thêm những phần kiến thức này nữa phục vụ cho chúng mình đi lý giải những cái vẻ đẹp và lý giải tại sao tác giả lại chọn một cái kết như vậy cho Vũ Nương nhá. Được không? Nhưng quan trọng nhất vẫn là Vũ Nương. Và bây giờ chúng mình sẽ đi tìm hiểu. Ok chưa? Bây giờ chúng mình sẽ đi tìm hiểu bước vào phần 3 lớn là phân tích chi tiết. Được không nào? Là chúng mình sẽ phân tích chi tiết. Được không? Ô sao vẫn bị lag à? Ok chưa? Lẽ nào Trương Sinh bị phô hai mặt câu view à? Trời ơi, các em ơi, chị biết là chúng mình có rất nhiều những cái cách lý giải rất đáng yêu. Được không? Chúng mình dùng tư duy hiện đại để lý giải những cái diễn biến ở trong câu chuyện trung đại này. Tuy nhiên, chúng mình vẫn phải hiểu được bản chất nhá. Vui, ok. Nếu như mà vui giúp cho các bạn nhớ được kiến thức rất là tốt. Nhưng mà chúng mình cũng phải hiểu được bản chất. Chứ đừng bị kéo theo rất nhiều những cái cách nói bông đùa như vậy. Xong rồi bị hiểu sai lệch về mặt bản chất câu chuyện đấy. Được không? Gì thì gì, chúng ta vẫn phải đặt các nhân vật này vào trong đúng cái hoàn cảnh mà họ sống chứ. Không thể đem Vũ Nương đến với thời hiện đại để chúng mình phán xét được. Cũng không thể đem Trương Sinh đến với cái thời hiện đại này để rồi suy xét xem là đó là một người chồng tốt hay là một người chồng tồi tệ. Được không? Tất cả chúng ta hãy gắn các nhân vật với thời kỳ mà họ sinh sống. Sao tất cả lại viết như vậy? Nhớ chưa? Được không nào? Hiểu với chị không? Được không? Ok chưa? Ừ, được không nào? Các bạn hình dung ra không? Các bạn hình dung ra không? À rồi, chị rất là cảm ơn các bạn nhá. Chị chỉ mong là với cái chất giọng này thì cũng sẽ giúp cho các bạn học văn chúng mình đỡ cảm thấy nặng nhọc, đỡ cảm thấy vất vả. Được không? Các em cũng có thể nghe những phần bài giảng như thế này vào mỗi khi mà chúng mình trước khi đi ngủ. Hoặc là chúng mình rảnh cả chúng mình có thể mở ra chúng mình nghe để ghi nhớ kiến thức hơn. Được không? Ừ. Ok chưa? Đấy, bây giờ chúng mình sẽ đi vào phân tích chi tiết và nhân vật mà chúng mình sẽ quyết tâm tìm hiểu trong buổi hôm nay, đó chính là Vũ Nương. Được không? Đó chính là Vũ Nương các em nhá. Về nhân vật Vũ Nương này, chúng mình lại có hai cái ý chính.
Bao giờ cũng vậy, chị sẽ đi từ khái quát rồi đến cụ thể để chúng mình nắm được toàn bộ bố cục của phần kiến thức, nắm được dễ hơn, chứ không phải là cứ tăng, đúng không? Không phải cứ tăng khiến cho chúng mình kiểu như là học đến phần này rồi vẫn không thể biết là đằng sau có những gì nữa. Như vậy rất là khó đấy. Thế bây giờ chị chỉ ra cho chúng mình nhá. Về nhân vật Vũ Nương, các bạn cần phải nắm được thứ nhất là về vẻ đẹp. Và thứ hai là về bi kịch cuộc đời. Về vẻ đẹp chúng ta lại có cái gì? À, vẻ đẹp về ngoại hình. Và vẻ đẹp về phẩm chất. Ok chưa? Vẻ đẹp về ngoại hình và vẻ đẹp về phẩm chất nhá. Đây, chúng mình sẽ đi tìm hiểu về vẻ đẹp trước. Ok chưa? Rồi, một nhỏ vẻ đẹp của nhân vật Vũ Nương. Nếu như đề bài cho chúng mình là phân tích về nhân vật Vũ Nương đi, thì đầu tiên chúng mình phải khái quát được tất cả những cái nội dung chị đã nêu ở trên nhá. Sau đó chúng ta mới đi vào phân tích chi tiết này. Hình dung ra không? Sau đó là chúng mình mới đi vào phân tích chi tiết. Thế thì về Vũ Nương, chị thấy là nhiều bạn nắm bắt được những vẻ đẹp về phẩm chất, thế nhưng lại bị bỏ qua một số những chi tiết nhỏ góp phần khẳng định về vẻ đẹp ngoại hình của nàng đấy. Được không? A nhỏ là vẻ đẹp ngoại hình. Ok chưa? A nhỏ là về vẻ đẹp ngoại hình. Các em nhớ này, quay trở lại với cả những dẫn chứng mà chúng mình có. Khi học về chuyện nhá, điều quan trọng nhất là dẫn chứng. Thì ở đây các bạn ơi, các bạn nhìn vào đây giúp chị này. Các bạn nhìn vào trong văn bản giúp chị. Được không? Đầu tiên, cái lời đầu tiên mà tác giả giới thiệu đây. Vũ Thị Thiết, người con gái quê ở Nam Xương, tính đã thùy mị nét na, nay lại thêm tư dung tốt đẹp. Thêm tư dung tốt đẹp. Được không? Ok chưa? Tư dung tốt đẹp là một cụm từ mà gợi hình dung về một dáng vẻ xinh đẹp. Thế thì ngay đầu tiên nhá, ngay đầu tiên về ngoại hình, chúng ta đã thấy là những từ ngữ đầu tiên đã góp phần vẽ lên trước mắt chúng ta về chân dung của nhân vật Vũ Nương là một người con gái đẹp người đẹp nét. Được không? Không chỉ đẹp nét mà nàng cũng là một người con gái có vẻ đẹp về dung mạo đấy chứ. Nhờ, ok chưa? Đấy, dẫn chứng đầu tiên, tư dung tốt đẹp, gợi hình dung về một dáng vẻ xinh đẹp. Tiếp tục này, tiếp tục nhá. Trong làng có chàng Trương Sinh, mến vì dung hạnh, xin với mẹ đem 100 lạng vàng cưới về. Thế thì ở đây, mến vì dung hạnh. Được không? Mến vì dung hạnh, rồi xin với mẹ đem 100 lạng vàng cưới về. Tức nghĩa là sao? Qua cái chi tiết này, tác giả Nguyễn Dữ đã khéo léo mở ra vẻ đẹp của Vũ Nương qua thái độ của Trương Sinh. Đúng không? Tác giả thì không dùng quá nhiều lời lẽ để ca ngợi vẻ đẹp của Vũ Nương. Tác giả lại đặt Vũ Nương vào trong mối quan hệ với những nhân vật khác để thấy được rằng là gì? Là nàng hẳn là phải là một người con gái đẹp thì Trương Sinh mới đem lòng yêu mến chứ. Mến vì cái gì đây? Mến vì dung hạnh mà. Đúng không? Mến vì dung hạnh mà. Nhờ, thế nên rằng Vũ Nương cũng không thể nào phủ nhận được Vũ Nương là một người con gái có dáng vẻ xinh đẹp. Ok chưa? Nhớ, Vũ Nương là một người con gái có dáng vẻ xinh đẹp. Qua hai cái dẫn chứng mà chị vừa mới nêu đấy là gì? Là tính đã thùy mị nét na này lại thêm tư dung tốt đẹp. Tư dung tốt đẹp này. Rồi là gì? Tác giả khéo léo gợi ra vẻ đẹp của Vũ Nương qua thái độ của Trương Sinh. Đúng không? Qua thái độ của Trương Sinh là gì? Là mến vì dung hạnh. Được chưa? Ok chưa? Đấy là vẻ đẹp ngoại hình của Vũ Nương nhá. Không thể nào phủ định Vũ Nương là một người con gái đẹp. Ok chưa? Nàng không chỉ đẹp nét mà nàng còn đẹp người nữa cơ. Được không? Rồi, tiếp tục nhá. Phần B nhỏ là phần quan trọng hơn này. Cái phần mà tác giả nhấn mạnh nhiều hơn về nhân vật Vũ Nương mà chúng mình không thể bỏ qua, đó chính là vẻ đẹp về phẩm chất. Rồi, các em ơi, vẻ đẹp phẩm chất của Vũ Nương thì chị cũng muốn nói luôn này, là chúng ta có rất nhiều các cách chia, rất nhiều các cái cách gọi tên khác nhau về những phẩm chất của Vũ Nương. Thế nhưng ở trong khóa học này, chị sẽ nói thật là cặn kẽ với chúng mình về những vẻ đẹp của Vũ Nương nhá. Và đây cũng là một trong những dàn ý hoàn toàn các bạn có thể tham khảo để phân tích về nhân vật này. Chị đảm bảo là nó đầy đủ về mặt dẫn chứng, đầy đủ về những nội dung chúng mình có thể suy ra được. Nhớ chưa? Rồi, vẻ đẹp phẩm chất đầu tiên các bạn có nhận ra không?
vẻ đẹp phẩm chất đầu tiên của Vũ Nương theo chúng mình là gì nhở? Theo chúng mình là gì đấy? Tính đã thùy mị nết na, nay lại thêm tư dung tốt đẹp. Ok chưa? Đầu tiên Vũ Nương là một người con gái đoan trang và thùy mị. Nhá, đầu tiên Vũ Nương là một người con gái đoan trang thùy mị. Điều đó thể hiện thông qua những chi tiết này, là qua lời giới thiệu của tác giả. Lời giới thiệu của tác giả. Nhớ chưa? Đây, tính đã thùy mị, nết na. Thế là cái lời giới thiệu này nghiêng nhiều hơn về mặt tính cách đấy. Được không? Nghiêng nhiều hơn về mặt tính cách. Nhá, được chưa? Nghiêng nhiều hơn về mặt tính cách, đấy là điều đầu tiên. Và đó cũng là ấn tượng đầu tiên của chúng mình khi mà học về nhân vật này. Nhớ chưa? Tác giả cũng mong muốn hướng bạn đọc đến với cả phần tính cách của Vũ Nương. Đấy là điều đầu tiên. Các em hình dung ra không? Các bạn hình dung ra không? Đấy là điều đầu tiên nhá. Tiếp tục này, hãy để ý đến cái cách ứng xử của Vũ Nương. Cách ứng xử. Đây này, cách ứng xử của nàng được thể hiện khi mà người ta nói về mối quan hệ của nàng với cả Trương Sinh. Xong, Trương Sinh có tính đa nghi, đối với vợ phòng ngừa quá sức, nàng cũng giữ gìn khuôn phép, không từng để lúc nào vợ chồng phải đến thất hòa. Đây, nàng cũng giữ gìn khuôn phép này, không từng để đến lúc nào vợ chồng phải đến thất hòa. Được chưa? Cái cách ứng xử rất là khéo léo, vẹn cả đôi đường. Được không? Nhá, giữ gìn khuôn phép. Này, giữ gìn khuôn phép. Hẳn Vũ Nương là một người phụ nữ biết vun vén cho gia đình. Mặc dù là Trương Sinh có tính hay ghen, nhưng nhờ có cách ứng xử khéo léo này của Vũ Nương mà hai vợ chồng chưa từng phải đến thất hòa. Được không? Hai vợ chồng chưa từng phải đến thất hòa. Đấy, một cái vẻ đẹp rất là đáng ca ngợi của Vũ Nương là như thế. Rồi gì nữa nhở? Gì nữa? Tiếp tục này, qua cách nói năng của Vũ Nương. Cách nói năng. Về cách nói năng của Vũ Nương thì nó được bộc lộ ngay trong cái ngày mà Vũ Nương tiễn chồng ra trận. Đây, các em đọc lên mà xem. Chưa thấy có một người phụ nữ như thế nào mà chưa thấy có một người phụ nữ nào mà lại đoan trang thùy mị như thế này đúng không? Đây. Nàng rót chén rượu đầy tiễn chồng mà rằng, tức nghĩa là trong cái buổi mà Trương Sinh lên đường ra trận ý, thì Vũ Nương đã dặn dò, đã gọi là chút hết cái tấm lòng của mình để mà mong sao người chồng chỉ cần là gì, không cần phải đem vinh hoa phú quý gì về đây hết, chỉ cần giữ được tính mạng, đúng không? Chỉ cần là hai vợ chồng có được một cái cuộc sống sum vầy hạnh phúc là đã rất tốt rồi. Nàng nói như thế này các em ạ. Chàng đi chuyến này, thiếp chẳng dám mong đeo được ấn phong hầu, mặc áo gấm trở về quê cũ. Chỉ xin ngày về mang theo được hai chữ bình yên, thế là đủ rồi. Chỉ e việc quân khó liệu, thế giặc khôn lường, giặc cuồng còn lẩn lút, quân triều còn gian lao. Thế rồi thế trẻ che chưa có, mà mùa dưa đã chín quá kỳ, khiến cho tiện thiếp băn khoăn, mẹ hiền lo lắng. Nhìn trăng soi thành cũ, lại sửa soạn áo rét gửi người ải xa, trông liễu rủ bãi hoa, lại thổn thức tâm tình thương người đất thú. Dù có thư tín nghìn hàng, cũng sợ không có cánh hồng bay bổng. Các em ơi, các em, đây, lại có một cái điểm rất đặc sắc mà chúng mình chú ý vào đây cho chị nhá. Những cái lời lẽ này của Vũ Nương như thế nào? Các em cảm thấy được cái tinh thần của Vũ Nương, cảm thấy được cái tấm lòng của Vũ Nương và tính cách của Vũ Nương như thế nào thông qua những cái lời nói này đấy. À, đầu tiên nhá, chúng ta thấy là cái thái độ của nàng rất là nhã nhặn, đúng không? Rất là nhã nhặn, rất là giản dị và rất là khiêm nhường. Trong cái buổi tiễn đưa chồng, được rằng là Vũ Nương thực sự biết lo nghĩ cho chồng của mình đấy. Được không? Thực sự biết lo nghĩ cho chồng của mình. Và cái thứ hai nữa này, các em hãy để ý nhá. Nhiều bạn bỏ qua cái chi tiết này. Các em có thấy là trong lời nói của Vũ Nương có sử dụng rất là nhiều những cái điển tích, điển cố không? Đây này, đây nhá. Đây, chẳng dám mong đeo được ấn phong hầu, mặc áo gấm trở về quê cũ. Những cái hình ảnh để cho thấy là đây là những cái người mà lập cái công danh ở trên cái quá trình mà mình đi lính, đúng không? Thì chẳng cần mong là Trương Sinh quay trở về với những thứ vinh hoa phú quý đấy đâu, được không? Vũ Nương không cần mong những cái điều đó. Cái điều mà nàng mong muốn là gì? Là mang theo được hai chữ bình yên, thế là đủ rồi. Nhưng phần sau này, thế giặc khôn lường, giặc cuồn còn lẩn lút, quân triều còn gian lao, thế rồi thế trẻ che chưa có mà mùa dưa lại chín quá kỳ. Tất cả những cái phần mà sách giáo khoa chú giải cho chúng mình ấy,
Đó đều là những cái điển tích điển cố mà Vũ Nương đã sử dụng trong lời nói của mình. Các em ơi, hãy biết rằng nhá, là trong truyện gốc vợ chàng Trương không có những lời lẽ như thế này của Vũ Nương đâu. Trong truyện gốc vợ chàng Trương thì chuyện dân gian chỉ kể lại một cách đơn thuần là gì? Là Vũ Nương cùng với cả người mẹ tiễn Trương Sinh đi lính thôi. Nhưng ở đây, đây chính là cái sự sáng tạo của tác giả Nguyễn Dữ. Đây chính là tác giả Nguyễn Dữ đã nhập tâm vào Vũ Nương mà có được cái lời thoại như thế này đấy. Được không? Được không nào? Nhá, cho thấy đúng rồi, chính xác. Nàng luôn là coi trọng hạnh phúc gia đình này, xem thường những cái công danh. Và điều quan trọng mà nàng quan tâm đó chính là hai chữ bình yên đối với gia đình của mình. Qua đó ta càng thấy hơn được cái vẻ đẹp của Vũ Nương, một người con gái có cái phong thái rất là nhã nhặn và khiêm nhường. Đúng không? Đó chính là qua cách nói năng đấy. Qua cách nói năng. Được không nào? Các em thấy không? Đấy, các em ơi, nhớ chú ý nhá, tất cả những phần mà chị nói với các bạn đều rất là quan trọng đấy. Chúng mình đừng coi thường bất cứ phần nào hết. Chị vừa đưa cho các bạn những cái thông tin, đây là những cái thông tin cơ bản nhất này. Chị vừa giảng thật là kỹ và có được những cái đi sâu để chúng mình có thể dựa vào đấy thật là viết thật là chi tiết về tác phẩm này. Nhiều bạn không biết là tại sao Vũ Nương lại có những cái lời thoại rất là dài và rất là tha thiết như vậy ở trong tác phẩm này. Ở đâu ra? Đấy là do sự sáng tạo của tác giả Nguyễn Dữ đấy chứ, đúng không? Đấy là sự sáng tạo của Nguyễn Dữ để rồi góp phần thể hiện được, thứ nhất là cái tầm tư tưởng lớn của tác giả, và cũng góp phần chúng ta thấy được Vũ Nương là một người con gái có học, đúng không? Vũ Nương là một người con gái có học, thế nên mới nói ra được những cái lời lẽ nó làm sao? Nó rất là nhã nhặn này, nó rất là tuần tự này, và rất nhiều tình cảm được chất chứa ở trong đó. Ok chưa? Các bạn hình dung ra không? Các bạn hiểu được cái tính cách đoan trang thủy mị này của Vũ Nương không? Các em ơi, đâu hết rồi, đâu hết rồi? Hình dung ra chưa? Các bạn hình dung ra không nào? Các bạn hình dung ra không? Các em ơi, nhá, trong phần tài liệu sau buổi học, chị sẽ hướng dẫn các bạn viết chi tiết trong phần này. Tức nghĩa là tất cả những phần chị vừa mới giảng cho các bạn có ở trong tài liệu. Thế nhưng để nhận được tài liệu, các bạn trước tiên phản hồi cho chị biết là các bạn đã hiểu hay chưa? Chúng mình đã hiểu hay chưa nhở? Chúng mình đã hiểu hay chưa? Nào, tuyệt đối không được nghĩ là tác giả Nguyễn Dữ copy paste. Nào. Nào, chị biết là như vậy nói để vui, nhưng mà các bạn cũng như thế là sẽ sai tư tưởng đấy. Tác giả copy paste. Các em ơi, copy paste tức nghĩa là y hệt mà. Nhưng đây là sự sáng tạo của Nguyễn Dữ, được không? Sự sáng tạo của Nguyễn Dữ. Tất cả những chuyện ở trong truyền kỳ Mạn Lục đều là tác giả dựa ở trên cốt truyện dân gian có sẵn. Nhưng chính những cái lời thoại của nhân vật, chính những cái lời dẫn dắt của tác giả thì đều là sự sáng tạo. Nếu như mà chúng mình muốn, chị sẽ đưa thêm cả cái chuyện gốc vợ chàng Trương vào trong, em có thể so sánh được đấy. Được không? Để các bạn có thể so sánh đó. Được không nào? Hình dung ra chưa? Ok không? Đó, đúng rồi, chính xác. Chị cũng đó, hình dung ra được cách học của chúng ta trong các khóa học. Và cái thứ ba là đọc lại một lần nữa ở trong tài liệu nữa cơ. Được không nào? Rồi nhá, đấy là tính cách đầu tiên. Phẩm chất thứ hai là nàng là một người phụ nữ đảm đang áo vát. Được không nào? Một người phụ nữ đảm đang tháo vát. À, đâu rồi, chị xem nào. Phần tác phẩm được in này cho em xin bản PDF được không ạ? Đơn giản lắm, em chỉ cần lên chuyện người con gái Nam Xương, PDF sách giáo khoa có hết luôn. Được không? Có hết luôn. Trên Google các em chỉ cần tra PDF sách giáo khoa là có hết nhá. Được không nào? Đơn giản thôi mà, được không? Đó, lên Google tra là thấy ngay, chị chỉ in từ trên đấy ra thôi. Được không? Rồi, đấy nhá. Đấy là về vẻ đẹp đầu tiên. Bây giờ chúng mình bước sang vẻ đẹp thứ hai. Vẻ đẹp thứ hai này. Vẻ đẹp thứ hai, đảm đang tháo vát. Nào, có chú ý vào đây không đây? Các bạn có chú ý vào đây không? Ok chưa? Rồi,
Các em ơi, nếu như mà Vũ Nương đầu tiên để lại ấn tượng trong lòng bạn đọc là một người phụ nữ tính đã thủy mỹ nết na lại thêm tư dung tốt đẹp, có cách ứng xử luôn biết giữ gìn khuôn phép, không bao giờ để cho vợ chồng phải đến thất hòa, rồi là cách nói năng cũng thể hiện rõ là một người phụ nữ có học, rất là khiêm nhường và nhã nhặn, thì nàng còn là một người rất đảm đang và tháo vát nữa. Điều này nó thể hiện thông qua những cái tình thế mà Vũ Nương phải đối mặt. Được không? Thể hiện qua những cái tình thế mà Vũ Nương phải đối mặt. Đó là tình thế gì? Đó chính là tình thế chiến tranh. Thì nàng phải xa chồng. Ok chưa? Thế nhưng mà với cái sự đảm đang tháo vát của mình ý, thì Vũ Nương đã có thể làm vẹn toàn cái vai trò của mình, thay chồng ở nhà chăm sóc mẹ già và chăm sóc con nhỏ. Đúng không? Bản thân nàng chỉ là một người phụ nữ yếu đuối thôi. Thế nhưng gánh nặng gia đình khi mà đè nặng nề thì nàng đã có thể giải quyết được. Đúng không? Các em thấy không? Khi mà Trương Sinh đi lính, mẹ già thì đau yếu, đứa bé thì còn quá nhỏ, tất cả những cái gánh nặng ấy Vũ Nương đều phải gánh vác. Nhưng với cái sự đảm đang và tháo vát của mình thì nàng đã lo toan được chuyện gia đình. Đúng không? Lo toan, vẹn toàn chuyện gia đình. Đó, nếu như không phải là một người phụ nữ đảm đang tháo vát thì làm sao Vũ Nương làm được những điều này? Nhờ, ok chưa? Tiếp tục này, việc mà Vũ Nương đã làm được đó chính là chăm sóc mẹ già, nuôi dưỡng con nhỏ. Rồi khi mẹ chồng qua đời thì nàng cũng lo ma chay lễ tế chu đáo như đối với cha mẹ ruột của mình vậy. Nàng không chỉ hoàn thành được bổn phận của một người phụ nữ mà còn hoàn thành vai trò của một người trụ cột gia đình. Được không? Hoàn thành vai trò của một người trụ cột gia đình. Ok chưa? Được không? Được không? Rồi yên tâm, chị biết là các bạn mong muốn ghi lại được từng lời, từng chữ mà chị giảng với chúng mình đúng không? Bởi vì là có những phần rất là quan trọng. Thế nhưng các em cứ yên tâm là chúng ta có ở trong tài liệu buổi học. Được không nào? Bởi vì chúng mình học trong khóa học là gì? Học 3 lần cơ mà. Học qua phát trực tiếp cùng chị này, học qua những tài liệu mà chị cung cấp, và thứ ba là học qua bài tập nữa. Thế nên các bạn cứ chú ý vào đây. Được không? Cứ chú ý vào đây. Và nên nhớ là nếu như mà chúng mình mong muốn tất cả các văn bản được học chi tiết, có cả tài liệu đi kèm, thì có thể tham khảo và tham gia ngay khóa học kiến thức nền cùng với chị. Được không? Khóa học mà chúng ta sẽ học đầy đủ tất cả các văn bản ở trong chương trình từ kỳ 1 đến kỳ 2 luôn, và học một cách chi tiết, nhớ chưa nào? Rồi, thế thì với vai trò là một người phụ nữ, nhưng mà Vũ Nương dường như đã hoàn thành tốt tất cả những cái trách nhiệm của một người trụ cột gia đình. Nếu như nói đơn giản thì Vũ Nương chỉ là làm tròn cái vai trò một người mẹ, một người con dâu thôi. Nhưng các em phải hiểu là gì? Trong cái tình cảnh mà ở nhà không có người chống đỡ, đúng không? Không có người đàn ông gánh vác, thì biết bao nhiêu lo toan một mình Vũ Nương đều phải giải quyết hết. Thế thì Vũ Nương đã hoàn thành tốt cái trách nhiệm của mình là như vậy. Chúng ta thấy có đáng khâm phục hay không? Rất đáng khâm phục đấy chứ nhở? Rất đáng khâm phục đó, được không nào? Vũ Nương khi mà là một người thiếu phụ, bên cạnh việc là mong ngóng chồng ở nơi xa, thì nàng còn hiện thực hóa tất cả những cái tình cảm đối với người chồng của mình qua việc là gì? Là lo vẹn toàn cho người mẹ này, chăm sóc chu đáo cho đứa con nhỏ, nuôi dưỡng đứa con từng ngày. Đúng không? Không phải tự nhiên mà bé Đản có thể lớn lên và trưởng thành như vậy chứ. Tất nhiên là phải có cái sự chăm sóc của Vũ Nương, lại còn khó khăn trong cái cảnh là chăm sóc con một mình nữa cơ. Được không nào? Ok chưa? Ôi lại bị nghỉ một chút xíu, chị sẽ ổn định, đợi các bạn ổn định hết rồi chị sẽ tiếp tục nói tiếp nhá. Các bạn đã xem được chưa? Các bạn có thấy ổn không? Chúng mình hạn chế giúp chị cái việc chúng mình thả phần cảm xúc nhá. Được không? Chị biết là chúng mình yêu mến nhưng mà chúng mình thả ít thôi để đỡ bị lag. Ok chưa nào? Lịch học đúng rồi đấy. Lịch học chúng mình học vào 8:30 mỗi tối từ hôm nay cho đến thứ 6 luôn. Học liền luôn, được không? Các bạn hình dung ra không nào? Các em hình dung ra không? Ok chưa các em? Ok chưa? Rồi, các bạn nhá, chị cũng lưu ý luôn này. Tài liệu mà chúng mình được nhận sẽ là tài liệu như thế này. Chúng ta sẽ có phần dẫn chứng và những phần ý nghĩa suy ra từ dẫn chứng đó. Rồi bên dưới sẽ có phần viết mẫu tương ứng với những dẫn chứng đấy như thế nào. Rất là đầy đủ với chúng mình luôn. rất là đầy đủ với chúng mình luôn. Được không? Ổn hơn chưa các em? Ổn hơn chưa? Các bạn đã ổn hơn chưa nào? Được không? Các bạn đã ổn hơn chưa? Các bạn đã ổn hơn chưa?
Được không, được không? Ôi em nãy giờ học được tầm có 20 phút thôi mà lại bị lag hết à? Ôi trời ơi, thật sự tức quá tức quá, tại sao lại bị lag như thế này? Chị mà làm gì được để cho nó hết bị lag là chị cũng làm luôn đấy. Ok chưa nào? Phân tích tính cách này hơi phức tạp. Rồi, chị biết là có nhiều những cái ý mà chúng mình cảm thấy là nó vượt qua với cả những cái cơ bản cần phải có, đúng không? Nhưng chị vẫn muốn nói với các bạn, chị vẫn muốn trao đổi với các bạn. Bởi vì sao? Bởi vì chị không muốn là chúng mình chỉ dừng lại ở cái mức hiểu đơn thuần là Vũ Nương đương nhiên có những cái vẻ đẹp như thế này, mà hiểu được tại sao tác giả lại góp phần thể hiện những cái tính cách ấy. Bởi vì nếu như mà so với cả cốt truyện có sẵn ý, cái cốt truyện vợ chàng Trương, thì Vũ Nương hiện lên không phải đầy đủ và chi tiết cặn kẽ với những tính cách như thế này đâu. Đây vừa là vẻ đẹp của Vũ Nương, nhưng cũng vừa là cái tinh thần nhân đạo của tác giả Nguyễn Dữ nữa đấy. Ok chưa? Thế nên chúng mình cố gắng theo dõi nhá. Chúng mình cố gắng theo dõi. Chị vừa mong muốn là chúng mình nắm được kiến thức cơ bản, cũng vừa mong muốn các em có được cái chất liệu để viết nhiều hơn. Được không nào? Được không? Được không? Các bạn hình dung ra không? Không, không, không sao, không sao, không sao. Rồi, chị biết được không nào? Chị hiểu cái điều đó, nhưng mà chúng mình cứ nhìn vào đây. Nếu như mà chúng mình nhìn vào cái sơ đồ như thế này thì sẽ thấy rất là đơn giản. Được không nào? Nhá, sẽ thấy như thế này rất là đơn giản. Vẻ đẹp phẩm chất đầu tiên đoan trang thùy mị. Vẻ đẹp phẩm chất thứ hai là đảm đang tháo mát. Và bây giờ chúng mình sẽ đi vào gọi tên những cái phẩm chất cụ thể hơn này. Vũ Nương, Vũ Nương là một người con gái mà được tác giả Nguyễn Dữ đặt trong mối quan hệ với những nhân vật khác để cho thấy rõ được phẩm chất của nàng. Thế thì đặt vào mối quan hệ với cả mẹ chồng thì Vũ Nương là một người con dâu hiếu thảo. Ok chưa? Khi mà như chị vừa mới nói đấy, đó chính là Vũ Nương với cái vai trò là một người con dâu, và trong cái tình cảnh không có chồng ở nhà thì nàng đã hết mực lo toan và chăm sóc cho người mẹ già yếu, đúng không? Và khi mà người mẹ qua đời thì nàng cũng lo ma chay lễ tế giống như là đối với cha mẹ đẻ của mình. Và đặc biệt các em hãy chú ý ở đây này, đối với cái lời nói của người mẹ chồng trước khi mất, chúng ta lại càng thấy rõ hơn được vẻ đẹp của Vũ Nương. Bởi vì bản chất nhá, bởi vì nếu như mà nói là mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu, đặc biệt lại là trong cái bối cảnh xã hội phong kiến, thì đó là một mối quan hệ phức tạp và khó để có được cái sự dung hòa chứ nhở, khó được có cái sự dung hòa. Thế nhưng với cái lời chăn trối của người mẹ trước khi mất, chúng ta lại thấy được Vũ Nương đã làm trọn vẹn được cái vai trò của người con dâu của mình. Đây, ngắn dài có số, tươi héo bởi trời, mẹ không phải không muốn đợi chồng con về mà không gắng ăn miếng cơm hay miếng cháo đặng cùng vui sum họp. Xong, lòng tham vô cùng mà vận trời khó tránh, nước hết chuông rền, số cùng khí kiệt, một tấm thân tàn nguy trong sớm tối, việc sống chết không khỏi phiền đến con. Chồng con nơi xa xôi chưa biết sống chết thế nào, không thể về đền ơn được, sau này trời xét lòng lành, ban cho phúc đức, giống dòng tươi tốt, con cháu đông đàn, xanh kia quyết chẳng phụ con, cũng như con đã chẳng phụ mẹ. Được không? Cái lời trăng trối này của bà cụ, đúng không nào? Cái lời trăng trối của người mẹ chồng trước khi mất đã giúp chúng ta thấm thía hơn được cái sự hiếu thảo của Vũ Nương. Nếu như không phải là nàng dành tất cả cái tình cảm của mình để lo toan cho gia đình, để rồi báo hiếu với cả mẹ chồng, thì hẳn là trước khi mất người mẹ đã không có những lời lẽ như thế này, đúng không? Đó, ok chưa? Nhá, cái sự hiếu thảo của Vũ Nương được thể hiện thông qua cái lời trăng trối của người mẹ trước khi mất. Nhớ chưa nào? Bộc lộ trong cái quan hệ của nàng đối với cả mẹ chồng, vốn là một mối quan hệ dễ tiềm ẩn và tạo thành những cái xung đột. Nhưng với sự khéo léo của Vũ Nương này, với cái tấm lòng hiếu thảo của Vũ Nương, thì mối quan hệ này lại trở nên rất là gắn bó, rất là yêu thương, đúng không? Ok chưa? Đấy nhá, đấy là vẻ đẹp thứ ba. Tiếp tục này, Vũ Nương không chỉ là một người con dâu hiếu thảo mà còn là một người vợ thủy chung. Được không? Nàng còn là một người vợ thủy chung chứ nhở? Bởi vì sao? Bởi vì chúng mình thấy đấy, trong suốt cái quá trình mà Trương Sinh đi lính thì Vũ Nương đã một lòng một dạ hướng về nơi chồng. Khi chồng đi lính thì nàng đã tiễn đưa bằng một lời tha thiết: chỉ xin ngày về mang theo được hai chữ bình yên, thế là đủ rồi. Rồi chồng đi xa, nàng luôn sống trong nỗi bi ly biệt. Với Vũ Nương ý, sự bình yên của chồng là điều quan trọng hơn tất cả. Hạnh phúc lớn nhất mà nàng mong đợi chính là cảnh sum họp ấm êm
em. Thế thì khi mà chồng bộc lộ cái sự ghen tuông thì nàng đã lên tiếng bảo vệ danh tiết và tấm lòng thủy chung của mình. Cách biệt 3 năm giữ gìn một tiết, tô son điểm phấn từng đã nguôi lòng, ngõ liễu tường hoa chưa từng bén gót. Tất cả những điều ấy chứng minh cho việc Vũ Nương là một người vô cùng thủy chung, đúng không? Một người vô cùng thủy chung. Khi mà sống trong cái cảnh ly biệt như vậy, nàng một lòng một dạ hướng về nơi chồng. Đó, được không? Là một người phụ nữ mà tưởng như là có lên núi vọng phu để hướng về nơi chồng vậy. Một lòng chờ đợi chồng. Đúng, đúng không nào? Ok chưa? Các bạn thấy được cái điều đấy không? Chính cái tấm lòng thủy chung này của Vũ Nương đã được thử thách thông qua thời gian, thông qua bộc lộ, thông qua những cái hành động và được chứng thực bởi họ hàng làng xóm. Bởi vậy mà khi mà Trương Sinh xảy cái ra cái tính hay ghen ý, thì Vũ Nương còn được bênh vực bởi những người hàng xóm nữa cơ mà. Nhờ, được không? Các bạn thấy được cái tính cách này của Vũ Nương chưa? Hiểu ý chị không nào? Kem hiểu ý chị không? Đây, đầu tiên, Vũ Nương là một người đoan trang thủy mị. Thứ hai, nàng là một người đảm đang tháo vát. Thứ ba, trong các mối quan hệ thì nàng là một người con dâu hiếu thảo này, là một người vợ thủy chung này, được không? Ok chưa? Và cuối cùng Vũ Nương cũng là một người mẹ thương con hết mực. Chính vì thương con, thế nên Vũ Nương đã hàng đêm trỏ vào bóng của mình ở trên vách để rồi làm gì? Để rồi an ủi và để rồi dỗ dành cho đứa con mỗi khi nó quấy khóc. Kìa, cha đàn về kìa, đúng không? Được không? Đây nhá, đây các em có thể thấy qua cái chi tiết này. Đâu rồi nhở? Là Vũ Nương trỏ bóng mình ở trên vách. Thì chúng mình thấy được là gì nhở? À, Vũ Nương bởi vì là yêu thương con, thế nên nàng mới mong muốn là khỏa lấp những cái sự trống vắng tình cha trong con, nên chàng mới trỏ vào bóng của mình ở trên vách để thấy được là, để cho đứa trẻ cảm nhận được là gì? Là nó cũng có cái sự quan tâm của cả cha cả mẹ, đúng không? Và đó cũng phải chắc là một cái lời nói bông đùa thôi. Thế nhưng không ai biết được cái số phận của người phụ nữ nó mong manh đến nỗi mà là gì? Chính cái bóng của nàng, chính cái minh chứng cho tình yêu thương con và sự thủy chung của nàng lại trở thành cái yếu tố đẩy nàng đến với cả bờ bi kịch. Đúng không các em? Đau xót hơn cả là gì? Chính cái chiếc bóng nó là minh chứng cho tình yêu thương con của Vũ Nương, cho sự thủy chung của Vũ Nương, cuối cùng lại chính là cái yếu tố khiến cho nàng phải chịu nỗi cái oan khuất tày trời. Đúng không? Khiến cho nàng phải chịu cái nỗi oan khuất tày trời để rồi phải tìm đến cái chết để chứng minh cho sự trong sạch. Ok chưa nào? Đấy nhá. Đó, thì đây chính là những cái vẻ đẹp của Vũ Nương khi mà đặt vào các mối quan hệ. Được chưa? Khi mà đặt vào các mối quan hệ thì Vũ Nương bộc lộ rõ cái tình cảm, cái phẩm chất của mình là như vậy. Thế nhưng các em đừng bỏ qua một cái phẩm chất rất là quan trọng và rất là đáng trân trọng của Vũ Nương. Đó chính là Vũ Nương là một người con gái, một người phụ nữ sống trong xã hội phong kiến, nhưng nàng cũng giàu lòng tự trọng các em ạ. Giàu lòng tự trọng. Tại sao lại gọi là giàu lòng tự trọng? Các em ơi, để ý vào đây, để ý vào đây, để ý vào đây nào. Tất cả những cái phần trên các bạn đã nắm được chưa? Tất cả những phần trên các bạn đã nắm được chưa? Về tính cách, về phẩm chất của Vũ Nương, một cái phần kiến thức rất là quan trọng và đặc biệt trọng tâm trong tác phẩm này. Đã nắm được chưa nào? Được không? Các bạn hình dung ra không? Được không nào? Ok chưa? Hình dung ra không? Hình dung ra không? Có chỗ nào chưa hiểu không các em? Có đoạn nào các bạn chưa hiểu không? Này, chị biết nhá. Em bảo là muốn học thế nhưng mà mới có một tiếng thôi mà đã thấy rụng dần như thế này rồi thì không hiểu tinh thần học như thế nào. Nào, chưa? Có gì thắc mắc không nào? Có gì thắc mắc không? Ok chưa? Rồi. Được không? Được không? Được không nào? Tập trung vào câu hỏi của chị nào. Các em có gì thắc mắc không? Có cần chị phải nói lại phần nào không? Rồi, chị biết là chúng mình muốn ghi chép thật là nhiều. Chúng mình muốn có được một cái phần tài liệu chi tiết đúng không? Thế thì chúng ta có tài liệu ở sau buổi học. Thế nhưng tất nhiên phần tài liệu đấy không phải tự dưng mà chị gửi đến các bạn. Bởi vì chị biết có những bạn tham gia khóa học này là không chăm chỉ vào học gì cả. Thế nên sẽ nhất định
những bạn nào thực sự quan tâm và thực sự muốn học mới nhận được tài liệu. Cái thứ hai nữa là gì? Chúng ta cũng có thể tham khảo thêm rất nhiều những cái bài viết trong các ấn phẩm của Văn Trị Hiên. Ok chưa? Khổ thân thật sự luôn ấy. Khổ thân thực sự những bạn mà bị lag. Lòng tự trọng bây giờ chị mới bắt đầu này. Chị đang hỏi tất cả những cái vẻ đẹp bên trên các bạn có gì thắc mắc nữa không? Tất cả những vẻ đẹp bên trên các bạn có gì thắc mắc nữa không? Nếu như không có gì thắc mắc, bây giờ chị sẽ nói để chúng mình hiểu được về cái giàu lòng tự trọng của Vũ Nương là như thế nào. Kem ơi, cái lòng tự trọng của người phụ nữ không phải là một cái điều hiển nhiên chúng ta dễ thấy, đặc biệt là trong xã hội phong kiến. Đúng không? Phải là một người ý thức rất rõ về thân phận của mình. Phải là một người mà có học thức, thấu hiểu được cái tình cảnh của mình thì mới bộc lộ được cái lòng tự trọng này đấy. Và Vũ Nương quả thực đã thành công. Vũ Nương quả thực đã trở thành một người phụ nữ mà lý tưởng của mọi gia đình. Người phụ nữ rất giàu lòng tự trọng nữa cơ. Giàu lòng tự trọng như thế nào? Điều này được thể hiện thông qua những cái lời nói của Vũ Nương đối với chồng. Được không? Khi mà bị chồng nghi oan thì chúng ta có 3 lời nói của Vũ Nương như thế này. Đây, bây giờ đi vào phân tích sâu nhá. Chúng ta đi vào phân tích sâu. Đầu tiên, khi mà Trương Sinh quay trở về la lên cho Hà Giận này, thế thì Vũ Nương đã khóc mà rằng: thiếp vốn con kẻ khó, đừng nương tựa nhà giàu, sum họp chưa thỏa tình chăn gối, chia phôi vì động việc lửa binh, cách biệt 3 năm giữ gìn một tiết, tô son điểm phấn từng đã nguôi lòng, ngõ liễu tường hoa chưa hề bén gót, đâu có sự mất nét hư thân như lời chàng nói. Dám xin bày tỏ để cởi mối nghi ngờ, mong chàng đừng một mực nghi oan cho thiếp. Được không? Ok chưa? Thế thì ở đây với lời nói đầu tiên, lời nói 1, chúng mình khai thác được những điều gì? Đầu tiên là việc mà Vũ Nương nhận thức rất là tốt về cái phẩm, về cái tình cảnh của mình. Thiếp vốn con kẻ khó. Được không? Ok chưa? Được nương tựa. Và sau đó thì nàng khơi gọi lại, nàng nhắc lại về cái quá trình mà hai vợ chồng đã cùng với nhau vượt qua gian khó, sum họp chưa thỏa tình chăn gối, chia phôi vì động việc lửa binh, cách biệt 3 năm giữ gìn một tiết. Đây là những cái điều mà Vũ Nương khẳng định cho cái tấm lòng trinh bạch của mình. Tô son điểm phấn từng đã nguôi lòng, ngõ liễu tường hoa chưa hề bén gót, đâu có sự mất nét hư thân như lời chàng nói. Đây là cái lời thanh minh đầu tiên. Trong cái lời thanh minh này chúng ta có thể thấy Vũ Nương đã khẳng định cái phẩm tiết của bản thân và cầu xin chồng hãy cởi bỏ mối nghi ngờ. Nàng cũng đã sáng suốt hỏi chồng khi mà chuyện kia từ đâu ra. Đây, nhưng nàng hỏi chuyện kia do ai nói ra, nhưng mà Trương Sinh thì lại nhất quyết không nói. Đúng không? Và nàng đã mong muốn được tháo gỡ để cho cái mối nghi ngờ của chồng được chứng minh, để cho cái mối nghi ngờ của chồng không còn nữa. Thế nhưng có được không các em? Có được không? Có được không? Lại không được. Tiếp tục này, tiếp tục nhá. Trương Sinh thì không nghe, họ hàng làng xóm bênh vực cũng không nghe. Thế thì lúc đó nàng mới bất đắc dĩ và nói rằng: thiếp sở dĩ nương tựa vào chàng vì có cái vui nghi gia nghi thất, tức nghĩa là một người biết nghĩ cho gia đình nhá các em nhá. Nghĩ cho gia đình, luôn biết vun vén cho gia đình. Được không? Nay đã bình rơi châm gãy, mây tạnh mưa tan, sen rũ trong ao liễu tản trước gió, khóc thuyết bông hoa rụng cuống, kêu xuân cái én lìa đàn, nước thẳm buồm xa, đâu còn có thể lại lên núi vọng phu kia nữa. Tất cả những cái hình ảnh này đều cho thấy là gì? Đều cho thấy cái sự tan vỡ, đều cho thấy cái sự thất vọng. Được không? Nhưng mà các em thấy đấy, khi mà Trương Sinh thì một mực nghi oan cho nàng này, rồi là gì? Rồi còn là đánh mắng, rồi là đuổi nàng đi này, thì Vũ Nương vẫn có cái sự bình tĩnh để mong muốn là được chồng cởi bỏ mối nghi ngờ, mong muốn được thanh minh cho chính bản thân của mình. Và cái lời lẽ mà nàng nói ra như thế nào? Các em thấy không? Vẫn là đầy cái tình cảm. Ok chưa? Vẫn đầy tha thiết để mong muốn là chứng minh cho cái sự trong sạch của mình đấy. Được không? Đừng bỏ qua những cái lời nói của Vũ Nương các em nhá. Đừng bỏ qua những cái lời nói của Vũ Nương. Nàng rất là ý thức về mối quan hệ của nàng với cả Trương Sinh trong hiện tại. Mặc dù là đã cố gắng níu kéo rồi, mặc dù đã cố gắng níu kéo rồi, thế nhưng không còn tác dụng nữa. Thì nàng cũng hiểu được là gì? Nay đã bình rơi châm gãy, mây tạnh mưa tan, sen rũ trong ao liễu tàn trước gió. Đều là những cái hình ảnh cho thấy cái sự
tan vỡ đều là những hình ảnh cho thấy được cái sự thất vọng của Vũ Nương. Hình dung ra không các em? Các bạn hình dung ra không? Để rồi nhá, cuối cùng cái hành động quyên sinh. Cái hành động quyên sinh tức nghĩa là sao? Cái hành động mà Vũ Nương chọn là chọn cách là gieo mình xuống sông Hoàng Giang để chứng minh cho cái chết của chứng minh cho cái sự trong sạch của mình. Đó, thế thì trong cái quá trình mà nàng phân minh với cả Trương Sinh, trong cái quá trình mà nàng chứng minh cái sự trong sạch của mình với cả Trương Sinh, nhưng cuối cùng Trương Sinh không nghe. Và với cái sự bất lực của một thân phận phụ nữ trong xã hội phong kiến, Vũ Nương cuối cùng chỉ có thể chọn cái chết. Đoạn rồi nàng tắm gội chay sạch ra bến Hoàng Giang, ngửa mặt lên trời mà than rằng trước khi có hành động quyên sinh thì Vũ Nương vẫn mong muốn là gì? Khi mà lòng người không thấu thì nàng mong muốn là chứng minh cái tấm lòng của mình với trời, với đất, để cho thần thánh có thể hiểu cho cái tấm lòng của nàng. Được không? Ok chưa? Cho đến cuối cùng Vũ Nương vẫn quyết không bao giờ nhận những cái điều không đúng về mình. Bản thân nàng đâu phải là một người thất tiết, bản thân nàng đâu phải là một người không trung thủy, đúng không? Tất cả những điều nàng đang phải chịu là oan trái. Thế nhưng lòng người không thấu, bây giờ nàng chỉ biết tìm đến với cả trời đất để than với cả trời đất rằng là gì? Kẻ bạc mệnh này duyên phận hẩm hiu, chồng con dẫy bỏ, điều đâu bay buộc tiếng chịu nhước nhơ, thần sông có linh xin ngài chứng giám. Đây, tìm đến cả những cái thế lực là gì? Là thần linh, là trời đất, để cho thấy là nàng đã hoàn toàn tuyệt vọng. Đúng không? Nhưng tuyệt vọng nhưng vẫn mong muốn là phải chứng minh cho cái sự trong sạch của mình. Tuyệt vọng chứ không phải là từ bỏ nhá. Nhiều bạn phân tích ở đây là gì? Nàng tuyệt vọng và từ bỏ, không thanh minh cho mình nữa. Đâu phải đâu. Trong cái lời nói than thở với trời đất thì nàng vẫn khẳng định là gì? Nó giống như là một cái lời thề. Đây, giống như là một cái lời thề. Đây, thiếp nếu đoan trang giữ tiết, trinh bạch gìn lòng, vào nước xin làm ngọc mị nương, xuống đất xin làm cỏ ngu mỹ. Đây đều là những cái điển tích, điển cố và chứng minh cho cái gì? Chứng minh cho cái sự trong sạch, cho trinh tiết của người phụ nữ. Đúng không? Ok chưa? Cho cái sự thủy chung nhá, cho cái sự thủy chung của người phụ nữ. Chị xin lỗi, đây. Được không? Cho cái sự thủy chung của người phụ nữ. Được không? Thế nhưng mà trong cái lời thề này của Vũ Nương, Vũ Nương một lần nữa khẳng định rõ cái sự trong sạch của mình. Và đây cũng là cái tiếng nói của cái tấm lòng tự trọng của nàng. Nàng ý thức được về thân phận của mình, nhưng nàng cũng mong muốn là nàng chứng minh được cái sự trong sạch của nàng chứ. Nếu như nhá, nhược bằng tức nghĩa là ngược lại, nếu như không trung thủy ấy, thì nàng, nếu như mà nàng lừa chồng dối con. Đây, nếu như mà nàng lừa chồng dối con nhá. Đó, dưới xin làm mồi cho cá tôm, trên xin làm cơm cho diều quạ, và xin chịu khắp mọi người phỉ nhổ. Tức nghĩa đây là một lời thề. Lời thề bằng cái sự danh dự, bằng cả tính mạng của mình. Đúng không? Đó là gì? Nếu như mà nàng đoan trang giữ tiết thì xuống nước xin làm ngọc mỹ nương, vào đất xin làm cỏ ngu mỹ. Còn nếu như ngược lại, nàng lừa chồng dối con, đúng không? Thì nàng sẽ phải chịu những cái điều oan trả, nàng sẽ phải chịu những cái kết cục tồi tệ, làm mồi cho cá tôm, làm cơm cho diều quạ, rồi chịu khắp mọi người phỉ nhổ. Thế thì đến với cái lời nói cuối cùng này của Vũ Nương rồi, chúng ta vẫn càng thấy rõ hơn được cái phẩm chất của nàng. Thứ nhất, nàng là một người trung thủy, nàng là một người trong sạch, nàng là một người mong muốn được chứng minh cho cái phẩm chất tốt đẹp của mình. Và thứ hai, nàng là một người có lòng tự trọng. Nhớ chưa? Nàng là một người có lòng tự trọng các em nhá. Ghi nhớ được chưa nào? Hiểu chưa? Các bạn hiểu không? Và cuối cùng, cái hành động quyên sinh, tức nghĩa là hành động mà Vũ Nương gieo mình xuống sông Hoàng Giang, đó là một cái hành động quyết liệt, đúng không? Và đó cũng là một biểu hiện của ý thức tự trọng. Với Vũ Nương, sự tồn tại của lòng tự trọng còn quan trọng hơn sự tồn tại của sinh mạng. Thế nên nàng mới lấy cái chết để minh oan cho mình. Đây là một sự minh oan. Đúng không? Đây là một sự minh oan. Và các em thấy đấy, trong xã hội phong kiến, còn điều gì mà người phụ nữ có thể dựa dẫm vào đây, ngoài việc là họ phải dùng cái chết để chứng minh cho sự trong sạch của mình. Khi mà người đàn ông trong gia đình không chịu nghe họ giải thích, khi mà một xã hội trọng nam khinh nữ, thế thì đây chính là kết cục của những người phụ nữ phải chịu những số phận oan khuất, phải chịu những cái số phận đắng cay, đúng không? Ở trong xã hội phong kiến. Và nhà văn Nguyễn Dữ, bằng cái tấm lòng nhân đạo của mình, đã phô
bày tất cả những điều ấy trên trang văn, để rồi khiến cho bạn đọc vô cùng xót xa trước số phận của Vũ Nương, nhưng cũng vô cùng trân trọng những vẻ đẹp của nàng. Đúng không nào? Các em hiểu không? Các bạn hiểu về vấn đề này không? Ok chưa? Và tiếp tục nhá. Cái lòng tự trọng của Vũ Nương ấy, nó còn thể hiện trong cái lời nói khi mà nàng quay trở về nữa cơ. Khi mà Phan Lang thuyết phục được Vũ Nương trở về quê thì nàng đã từ chối vì là gì? Vì nàng đã hiểu được là bị chồng ruồng rẫy, thà ở nơi làng mây cung nước chứ không muốn gặp lại người chồng đã có ý nghi ngờ nàng thất tiết. Tức nghĩa là sao? Tức nghĩa là gì? Thà là nàng chết đi còn hơn là phải sống trong cái tình cảnh là bị chồng nghi oan, không được cởi bỏ cái mối nghi ngờ. Sống như vậy thì còn gì là cái lòng tự trọng, còn gì là cái tấm lòng của nàng nữa. Đúng không các em? Nhá, ok chưa? Đấy, thế thì các bạn cũng hiểu được lý do tại sao. Đây này, tại sao mà Vũ Nương trước cái lời thuyết phục của Phan Lang thì nàng không phải ngay lập tức nàng đồng ý đâu. Đây, khi mà Phan Lang nói nhá, nương tử nghĩa khác Tào Nga, đúng không? Hờn không vinh hồng, hờn không tinh vệ, mà phải ôm mối hận gieo mình xuống nước. Nay thóc cũ không còn, thóc mới vừa gặt, há lại không tưởng nhớ về quê hương ư? Thế thì lúc ấy Vũ Nương mới trả lời là gì? Tôi bị chồng ruồng rẫy, thà già ở chốn làng mây cung nước chứ còn mặt mũi nào về nhìn thấy người ta nữa. Được không? Tức nghĩa là sao? Tức nghĩa là Vũ Nương quyết một lòng giữ cái tấm lòng của mình, được không nào? Giữ cái phẩm chất của mình, chứ không chịu quay trở về mà lại sống trong cái cảnh là bị chồng con ruồng rẫy. Đấy, nhớ chưa? Nhá, chứ không phải là Vũ Nương kiêu kỳ hay là như thế nào trong cái tình cảnh này. Nhá, được không nào? Rồi, thì đó chính là những cái phẩm chất tốt đẹp của Vũ Nương các em nhá. Như vậy này, sau khi mà chúng mình phân tích, sau chúng ta phải có một cái phần khái quát lại. Khái quát là gì nhở? Có thể thấy Vũ Nương là một người phụ nữ nết na, hiền thục, đảm đang, tháo vát, thờ kính mẹ chồng, rất mực hiếu thảo, một dạ thủy chung với chồng này, hết lòng vun đắp cho hạnh phúc của gia đình, đúng không các em? Nhá, nàng là một người phụ nữ hoàn hảo và vậy Vũ Nương có một cuộc sống hạnh phúc. Thế nhưng mà với cái chế độ mà nàng, với cái chế độ xã hội phong kiến, với rất nhiều những bất công oan trái với số phận của người phụ nữ, thì cuối cùng Vũ Nương không được hưởng những cái hạnh phúc mà nàng xứng đáng được nhận. Cụ thể những phần đó nằm trong bi kịch của nhân vật Vũ Nương. Và phần này với cái sự hướng dẫn của chị, các em có thể tìm hiểu một cách tương tự nhá. Được không? Các bạn có thể tìm hiểu một cách tương tự. Ok chưa? Đó, ok chưa? Thế thì như thế này, để nhận được tài liệu, chị sẽ đăng tài liệu vào 7 giờ sáng ngày mai nhá. 7 giờ sáng ngày mai chị sẽ đăng tài liệu, nhưng với một cái điều kiện là phần tài liệu này chị mong là các bạn mong muốn được nhận nó, chứ không phải là các bạn nhận nó là một cái lẽ đương nhiên, được không? Tức nghĩa là gì? Em mong muốn được nhận như thế nào? Hoặc là em mong muốn là chúng ta tiếp tục đồng hành cùng với nhau trong khóa học. Thế thì chị sẽ đăng tài liệu vào mỗi 7 giờ sáng hàng ngày nhá. Đây cũng là một cái quy định ở trong các khóa học của Văn Chị Hiên. Tức nghĩa là tài liệu sẽ có ở sau buổi học, để đảm bảo là các bạn tham gia học cùng với chị trước, chứ không phải chúng mình tham gia chỉ để lấy tài liệu. Được không? Ok chưa? Chị sẽ đăng tài liệu vào 7 giờ sáng nhá. Nhớ đấy. Thế nên các bạn có thể là chúng mình thức dậy sớm hơn một chút, tham gia tương tác để chúng mình nhận về tài liệu chi tiết của buổi học ngày hôm nay. Và đừng quên, các em cũng thấy đấy, buổi hôm nay chúng mình đã được trải nghiệm cùng với nhau cái cách mà chúng mình sẽ đi phân tích một cái tác phẩm truyện trung đại như thế nào, phân tích về một cái nhân vật có ở trong tác phẩm truyện ra làm sao, khai thác các dẫn chứng mà chúng mình có. Chị mong rằng là cái phần này giúp cho các bạn hình dung ra được cách chúng ta học, và cũng hình dung ra được cách mà chúng mình học ở trong các khóa học cùng với chị. Được không? Ok chưa? Nếu như các em mong muốn là tất cả các văn bản chúng mình sẽ học thật là kỹ và chi tiết cùng với nhau như vậy, thì các em hãy tham gia trong khóa học kiến thức nền cùng nhận phần
giảm phí, được không nào? Tức nghĩa là một cái phần quà dành cho các bạn khi mà chúng mình rất là hăng hái tham gia học, nhớ chưa? Thế nên tất cả các bạn ở trong khóa học mùa hạ này, khi mà chúng mình tham gia các khóa học khác cùng với chị, khi mà đăng ký tham gia các khóa học hay là đăng ký mua các ấn phẩm của Văn Chị Hiên, các bạn sẽ nhận được phần ưu đãi 10% nhá, nhớ chưa? Nên là hãy tranh thủ và hãy tận dụng cái cơ hội này để chúng mình có được cái quá trình đồng hành cùng với nhau xuyên suốt cả năm học, được không nào? Ok chưa? Chưa mới dậy thì chị chịu luôn đấy. Chị chịu luôn đấy. Được không nào? Rồi, còn về phần nhóm chat của chúng mình. Sao? Bởi vì nhóm học này của chúng mình rất là đông và tối đa mỗi nhóm chat chỉ chia ra thành nhiều nhóm chat. Cụ thể team học Văn Chị Hiên chúng hướng dẫn chúng ta, các bạn cứ bình tĩnh, được không nào? Các bạn cứ bình tĩnh nhá, được không nào? Rồi giảm khi mà tham gia học trong buổi cái móc hãy trong bài đăng mà chị đăng ngay sau buổi học này nhá. Rồi yên tâm là tất cả các khóa học cùng với chị, các bạn sẽ nhận được tài liệu sau buổi học và có cả phần bài tập nữa cơ, nhớ chưa? Rồi, được không nào? Được không các em? Nhá. Còn bây giờ thì chúng mình sẽ kết thúc buổi học tại đây. Cảm ơn các em rất là nhiều và hãy nhớ ngày mai lên học cùng với chị. Tiếp theo chúng biết, được không nào? Rồi, nhớ đấy. Hãy nhớ có thể là chụp lại của em ngày hôm nay nhau, chúng ta tiến bộ hơn từng ngày. Cảm ơn và hẹn gặp lại buổi học mai nhé.